full đồ. Và bên đây là con V4S cũng độ full đồ nội khô. Vừa rồi Huy mới có clip cho các bạn xem đó, xe mà gắn cái bô 200 triệu đó. Một cái bật mí ngay từ đầu clip cho các bạn khỏi bất ngờ luôn là cả hai chiếc xe này đều thuộc sở hữu của... Chào mọi người. Giới thiệu đi em. Mình là Nguyên, mình là sở hữu hai con... Trời ơi, nhìn nhìn nào. Nhưng mà hai con này là chưa đủ đâu nha. Còn SH350i với lại con BMW S1000RR. Cảm ơn các bạn. Giờ Nguyên đang dẫn Huy vào quay con SH350i và con cá mập. Có đèn không? Có đèn lên. Xin chào mọi người, đây là cá mập của mình. Dạ. Chiếc sport bike đầu tiên đúng không? Chiếc này chắc em ít đi nhất luôn đúng không? Con này em đi nhiều nhất. À, con này em đi nhiều nhất. Ủa sao vậy? Tại nó ít nặng tiền á anh. Con kia nhiều quá. À, con này dinh nhất phải không? Đúng rồi, con này dinh nhất. Hơi bụi, hơi bụi. Bách từ đó. Bao nhiêu lâu chưa đi? Con này nó khác nữa. Ủa rồi SH đâu? Đây anh, đây anh. Quá đã. Mà. Không làm bô. Sướng quá trời luôn. Nhà Nguyên làm gì mà đảo quá vậy? Nhà anh, nhà em chỉ bán bia thôi. À. Bán tạp hóa đúng không? Đúng rồi. Đó, cho ai thắc mắc đúng không? Ai thắc mắc thì có biết nha. Ai muốn mua gì thì cứ liên hệ với em. Ngàn thùng cũng có luôn. Đúng rồi anh. Số lượng lớn có hết. Đó. Thì cái mục đích mà Huy muốn làm clip ngày hôm nay đó chính là hỏi Nguyên là người đang sở hữu 3 mẫu xe sport bike rất là hot tại Việt Nam ha. R1, V4S và cá mập. Thì để xem thử là trong 3 chiếc xe này Nguyên thích chiếc xe nào nhất và lý do tại sao. Thì chắc đầu tiên anh hỏi em là cơ duyên nào mà dẫn em tới cái việc mê xe mà quyết định mua rất là nhiều xe như thế này. Thứ nhất là dáng nó đẹp. Thứ hai và cái tiếng máy của mỗi con đặc trưng nó riêng. Mình kích thích từng chiếc như vậy. Rồi chiếc đầu tiên của em là chiếc gì? Z1000. À, chiếc đầu tiên, mô tô đầu tiên của Nguyên là chiếc Z1000 nha các bạn. Hầu như là ai mới chơi mô tô là cũng mê Z1000. Hồi xưa anh cũng thích Z1000. Nhưng mà sau này rành rành xíu rồi bắt đầu thích sport bike hơn. Sau Z1000 là... Tới cá mập. Cá mập, BMW F1000RR các bạn. Thì cái đời của Nguyên đang chạy là đời cá mập 2018. Đúng rồi, cá mập mắc lé. Mắc lé, chứ không phải là cá voi bây giờ nha các bạn. Rồi tiếp theo là... R1. R1 là con này, xong rồi mới tới V4S. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sau cùng là SH350i. Cái lý do tại sao mà khi em đã sở hữu BMW F1000RR rồi, là một chiếc xe có thể nói là ở thời điểm em mua là nó cũng rất là hot. Đúng rồi. Rất là đỉnh cao. À, sau đây các bạn, ở đây thì Huy đang quay gần sân bay. Thì lâu lâu là sẽ có máy bay bay qua, nó hơi ồn xíu, các bạn thông cảm nha. Thì cái con cá mập nó rất là đỉnh rồi, nhưng mà lý do tại sao em lại mua thêm R1? Khi ra ngoài đường á, mình nghe tiếng máy của con R1 nó kích thích quá. Cái về mình cũng nghiên cứu này nọ. Rồi sau đó thỏ thẻ vào tay ba. Và lấy em nó về. Nói chung là được ba cưng đúng không? Ba cưng nữa. Ba cũng mê mô tô luôn. Đúng rồi. Thì rất là may mắn các bạn, khi mà hai ba con đều mê xe như nhau. Hai ba con cùng nhau đổ xe luôn. Vậy là em thích R1, cái tiếng bô R1 hơn là cái tiếng của cá mập. Đúng rồi. Ồ. Hầu như là anh thấy ở Việt Nam mình nha, đa số mọi người sẽ thích cái tiếng bô hú hơn. Đúng rồi. Tại người ta một là thích CBR nè, cá mập nè, ZX10R nè. Mà khi mà em nghe tiếng R1 thì nó có cái gì mà làm cho em thích? Cái đặc trưng của máy đó là nó làm cho mình cảm giác muốn dặn và nghe hoài nó vậy á. À. Nghĩa là cái tiếng bô nó làm cho em kích thích. Kích thích hơn. Thì cũng giống như anh, hồi xưa thì anh cũng mê bô hú. Xong đến khi anh ra đường á, cái anh nghe được tiếng R1, cái anh thấy, ồ, cái tiếng này lạ nha. Đó. Nghe không biết phân biệt ra liền đúng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe cái tiếng là mình thấy là nó có cái sự khác biệt. Đó, thì đó là lý do mà tại sao là anh rất là thích R1 cho tới bây giờ. Tại vì nó có cái tiếng nổ bô đặc trưng. Sau khi mà lấy R1 xong, thì lý do tại sao em lại chọn V4S nữa? V4S này em thích cái dáng của nó, dáng ý của nó. Thích cái thiết kế của xe Ducati. Đúng rồi anh. Ý. Chứ còn chạy thì thấy sao? Thì cảm giác hai con nó, mỗi con nó đặc trưng riêng. Nhưng mà máy, cái con máy R1 thì nó cho ta cảm giác nó mượt mà hơn. Còn V4 chạy cảm giác cái máy nó thì kiểu hồi hộp nhiều hơn. Hồi hộp, nó hỗn, nó bốc. Nó hỗn, nó bốc quá. Thì con cá mập em ngồi thì thấy cảm giác nó thoải mái. Ngồi nó không có bị đau lưng hay là cái gì hết. Chạy rất là nhàn. Nói chung là vậy.
Còn R1 thì tư thế nó rất là chồm tới người phía trước. Và nó như là R1 thích hợp kiểu người trên 1m7 trở lên thì ngồi sẽ ok hơn. Em thì tầm 1m6 gần 1m7 thôi, ngồi cũng hơi chúi lắm. Và có một cái là hơi đau lưng, ngồi lâu thì sẽ hơi đau lưng tí. Còn V4 thì ngồi cảm giác nó giống như người xe hợp nhất vậy. rất là thoải mái và cảm giác nó nói chung là thấy ok nhất. Hiện tại là bây giờ sau khi mà em chạy 3 chiếc sport bike á, V4S, cá mập và R1, thì em ấn tượng và em thích nhất chiếc nào? Ấn tượng thích nhất là R1. Em thích nhất R1. Đúng rồi. Ở đây các bạn chờ chút xíu, chờ máy bay bay qua cái. Máy bay đang bay rất là ồn. Khi mà Huy làm clip á, Huy khen cái cục máy R1 chạy mượt, bốc mà cái tọt lanh mạnh rồi đó. Thì các bạn nói Huy tại Huy chạy R1 cho nên là Huy cứ ca tụng R1, Huy nâng tân bốc R1 lên. Nhưng mà ở đây thì có em Nguyên là chủ sở hữu của ba chiếc xe thì chắc chắn là cái tiếng nói của em Huy nó sẽ cái tiếng nói của em Nguyên là nó sẽ có cái sự khách quan rất là cao. Thì ở đây Nguyên xác nhận là trong ba chiếc xe Nguyên thích R1 nhất. Mặc dù là chiếc V4S là em độ nhiều nhất. Đúng rồi. Nhưng mà em chỉ thích cái dáng của nó thôi. Đúng rồi, dáng và cái chi tiết của xe nó. Những cái thiết kế của xe đó đúng không? Đúng rồi. Chứ mà chạy thích nhất vẫn là R1. Đúng rồi, cảm giác của mình nó cứ phiêu vòng vậy. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Tại vì Huy làm clip đánh giá xe là Huy chạy qua rất nhiều xe rồi. Mỗi chiếc xe là Huy đều chạy test nhanh chậm cua đồ hết. Thì chính từ những cái nền tảng đó mà Huy mới có một cái kết luận là thấy R1 chạy thích nhất mà nó phù hợp với Huy nhất. Mà nhiều bạn thì không có tin. Thì nói chung là mỗi người sẽ có mỗi cảm giác khác nhau. Có thể là người này thích xe này xe kia, nhưng mà với cái cảm nhận của bản thân Huy ha, sau khi mà Huy chạy rất nhiều mẫu xe sport bike, naked bike đồ các thứ ở Việt Nam, thì Huy đúc kết lại là R1, cái cục máy của nó vẫn có cái gì đó rất là hay các bạn. Cũng dễ hiểu tại vì cái cục máy đang trang bị trên R1 chính là cái công nghệ lấy từ MotoGP, giải đua MotoGP của Yamaha bỏ qua à, cái động cơ Crossland. Thì bên đây Ducati nó cũng là đem từ MotoGP qua, đó chính là động cơ Desmosedici có trục khỉu quay ngược. Thì những cái công nghệ mà họ đã đem từ trường đua xuống bỏ lên chiếc xe là chắc chắn chạy sẽ rất là thích. Nãy giờ Huy đáng lẽ là Huy quay ở ngoài kia chạy xe, nãy giờ Huy cũng chạy chiếc R1 rồi, hôm bữa là Huy chạy chiếc V4S này rồi. Thì cái cảm nhận của Huy là cái R1 nó vẫn cho Huy một cái cảm giác là cái máy nó nhẹ nhàng mà mượt, dặn là lên, dặn là giật. Cái ga nó rất là đã các bạn. Còn cái con V4S bên đây á, ngày xưa là Huy đã từng chạy chiếc V4S Vinh rồi, chưa có độ nồi khô nè và chưa có độ những cái chi tiết mà hiệu năng cao khủng như thế này. Xe bên này là độ 800 triệu, cái clip trước Huy cũng nói rồi, bên này thì độ 500 triệu đó. Thì bên này có cái nồi khô là cái xe nó bắt rất là ác, cho nên là giữa cái cảm giác mà chạy R1 và cái con V4S bên đây cho Huy cái cảm giác nó rất là xem nhau đó các bạn. Giống nhau từ cái tiếng bô, từ cái ga bắt hổn ngay từ những cái tua máy đầu tiên, rồi cái độ vọt lên phấn khích. Cho nên là về phía bản thân Huy mà nói nha, là Ducati khi mà độ nồi khô vô thì nó chạy mới ác ngay từ cái ga đầu, chạy mới máu. Chứ còn cái bản chất của Ducati là sẽ thấy nó phát ra cái sức mạnh từ cái ga giữa đúng tới ga sau, đúng không Nguyên? Đúng rồi. Giải tua R1 thì nó sẽ dài hơn V4 nhiều. Còn R1 là mình sẽ cảm nhận được cái sức mạnh của nó từ những tua đầu tiên luôn. Đúng rồi. Đó. Cho nên là cái tính của Huy chạy xe thì thích lên, sóc, lên. Cho nên là mình thấy cái chiếc này vẫn rất là phù hợp với mình. Ok các bạn ơi, thì bây giờ chắc Huy sẽ nổ máy thử cho các bạn nghe tiếng bô của hai chiếc xe này rồi các bạn so sánh nè. Thì Huy chỉ nổ máy thôi chứ không nẹt bô. Ở đây không nẹt bô được các bạn ơi. Nổ máy lên nghe guarantee thôi ha. Thì cái bô R1 nó sẽ to hơn rất là nhiều á, do nó đang đi cây SC, họng rất là lớn. Rồi các bạn nghe thử nha. Bây giờ là 1 giờ trưa. Ui, bây giờ Huy sẽ nổ máy con Ducati cho các bạn nghe nha. Thì bữa các bạn nghe rồi đó, cây này, con này thì đang đi cái bô Terminoni, chạy trường đua SDK, giá 200 triệu. Nhưng mà rất là tiếc là cái mic của Huy không có thể nào thu được trọn vẹn cái tiếng bô như ở bên ngoài được.
chứ ở ngoài nó hay lắm các bạn ơi. Có thể là clip nó không hay bằng ở ngoài đâu, nên là các bạn cứ thưởng thức cái đi ha. Nó có cái âm rền rền trầm á, nhưng mà lên clip không thể nào thu được cái âm đó. Ở ngoài nó hay lắm các bạn ơi. Huy biết là trên clip các bạn sẽ nghe cái tiếng nồi khô bên đây thôi, lọc cọc keng 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 thôi, nhưng mà ở ngoài tiếng bô rất là hay, chạy ngoài đường nghe cũng rất là to nữa chứ không hẳn là nhỏ đâu đó. Thì các bạn nếu mà để ý kỹ là hai cái tiếng bô này nó sẽ hơi xem xem nhau á, cái chất âm á nha, chứ còn cái độ to nhỏ thì Huy biết là do hai cái bô khác nhau nó sẽ khác, nhưng mà cái chất âm từ cái cục máy ra nó sẽ hơi xem xem nhau. Khi mà mình đã sở hữu những cái mẫu xe đỉnh cao vậy rồi thì cái mục tiêu tiếp theo trong cái giới chơi xe mô tô mình sẽ làm gì nữa đây? Thì chơi cuộc chơi nào cũng sẽ có lúc vàng. Thì mình cũng lên lại xe hơi bốn bánh. Bây giờ là em đang muốn lên chơi xe hơi. Rồi hiện tại thì đang chạy mẫu nào không? Em đang chạy mẫu Mẹt. Mẹt. Chi tiết hơn là Mẹt gì? Mẹt E300. E300 cho các bạn, tưởng Mẹt G63 nữa là thôi. Anh về xin làm con nuôi ba má em luôn. Thì hiện tại là Nguyên chơi xe đổ rất nhiều, chủ yếu là chạy trong thành phố cà phê. Nhưng mà cái lý do tại sao mà em không đi phượt nhiều, em không chạy tour xa mà em lại đổ rất là nhiều như vậy? Mỗi người có một cách chơi riêng. Em thì thích độ kiển và ngắm xe đi ra cà phê với mọi người. Vậy là một cái cách chơi của em là em thích độ xe, ngắm, độ kiển, mình đẹp. Ngắm đẹp. Đúng tinh rồi. Tế. Tại vì sẽ có người hôm bữa quay chiếc này lên luôn nè, có người nói là em chỉ đi cà phê độ mà chi độ cho nhiều rồi phí tiền. Nhưng mà thật sự thì theo quan điểm của anh nha, đồng tiền của mỗi người cách xài như thế nào là quan điểm của họ đó. Đúng mình rồi. mình không thể nào mà phán xét hay là cứ bắt người ta phải làm theo ý mình. Ví dụ như quan điểm của anh là một người đi phượt đường dài thì anh thích độ xe để anh đi phượt, hoặc là anh để tiền để anh đi phượt. Còn quan điểm của em là tiền của em sở hữu, em thì em thích làm gì đó là chuyện của mình. Đúng thế rồi. Thôi đó, thì anh không có mỗi người mục đích khác nhau. Đúng rồi, anh không muốn mình cứ đưa cái ý kiến của mình mà bắt người ta phải làm theo ý mình, như vậy thì nó không có khách quan. Hôm nay cái mục đích của clip ngày hôm nay là muốn các bạn gặp Nguyên, trò chuyện. Nguyên sinh năm nhiêu ta? Em 202 à. 202 thì Nguyên cũng rất là may mắn khi mà được gia đình ủng hộ cái thú chơi xe mô tô này và sở hữu được rất là nhiều xe. Nhưng mà cái chốt lại thì Nguyên vẫn thích R1 ha. Thích R1 nhất. Đó, Nguyên nghĩ đây là cái tiếng nói khách quan nhất. Và ngoài Nguyên ra thì các bạn cũng biết đến một anh, đó là anh Duy Nino. Thì trước đây anh Duy Nino rất là thích chạy cá mập nè, cá voi nè, nhưng mà cho đến bây giờ thì anh Duy vẫn là kết R1 nhất. Thì Huy cũng không muốn tân bốc R1 lên tận mây xanh đâu. Tại vì hiện tại là cái giá nó bị đẩy lên quá cao so với thực tế rồi, Huy cũng không thích điều đó các bạn. Nhưng mà mình phải công nhận một điều là một chiếc xe Nhật Bản giá rẻ hơn mấy chiếc xe khác hiện tại rất so là với châu Âu nhiều, mà chạy lại rất là thích đó. Vậy thôi, cái cục máy chạy rất là thích, còn ngoại hình có thể mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, nhưng mà đối với Huy mà nói thì ngoại hình R1 nó vẫn có cái gì đó rất là đặc trưng. Tuy nó không phải là đẹp, nó cũng không phải là đỉnh gì hết, nhưng mà nhìn những cái đường nét của nó đặc trưng, nó sát cạnh, mà nhìn nó lạ, đúng không? Đúng rồi, nó lạ. Và xe cũ V4S Ducati thiết kế thì chúng ta khỏi bàn rồi, bao nhiêu đời nay là được mệnh danh là cái vẻ đẹp của nó, Ferrari hai bánh. Đúng rồi, mình không thể nào bàn cãi rồi. Thì nói chung là nếu mà một lúc nào đó mà các bạn ném đá Huy, kêu Huy fan Yamaha, fan R1 nên lúc nào cũng tân bốc R1, thì Huy hy vọng các bạn sẽ xem được cái clip này để nghe được tiếng nói khách quan của một người chủ nhân 3-4 chiếc xe mô tô, 3-4 thương hiệu khác nhau và cuối cùng vẫn thích lái R1 nhất. Ok. Rồi chắc clip ngày hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi. Huy xin được kết thúc clip tại đây. Cảm ơn Nguyên đã cho anh trải nghiệm hai con xe này và cho nó lên clip. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ bấm like và đăng ký kênh lên cho Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, chào mọi người đi. Chào mọi người. Nguyên nó hơi nhát các bạn. Ok.
Bây giờ mình sắp nói là mình sẽ chuyển lên mình chơi ô tô rồi. Bây giờ mấy chiếc mô tô có tính bán lại không? Chắc không á anh ơi. Tại mình đổi cái này mình cũng tâm huyết với nó nhiều mà. Nó cũng là một cái kỷ niệm nào đó. Mình để, nên mình nên để. Giờ để mà không chạy cũng để luôn. Đúng rồi anh. Để chơi vậy, đóng bụi chơi vậy hả? Đúng rồi anh. Như sáng nay anh qua nhà em là anh thấy đóng bụi lắm luôn rồi đó.